Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình tuyên truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc tuần từ 22 đến 28 tháng 2 năm 2016. Viên đá sa phi này ẩn chứa một sức mạnh huyền bí. Những ai sở hữu hoặc chạm vào nó đều gặp phải những bất hạnh. Ngọc Lan đột ngột mất trí nhớ sau vụ tai nạn được giàn dựng bởi bàn tay của kẻ độc ác. Chính lúc này, giấc mơ huyền ảo và lời nguyền Saphir hiện hữu trong cô. Và điều kỳ diệu đã xuất hiện, tình yêu của Tuấn Khanh hóa giải được lời nguyền quỷ bí. Họ cùng nhau chung sức trong lòng lấy lại những gì đã mất. Còn Bảo Anh sẽ phải chịu hậu quả như thế nào của những sai trái và lỗi lầm do mình đã gây ra? Những tập cuối của bộ phim Lời Nguyền Saphir phát sóng 12 giờ 5 phút ngày 22 và 23 tháng 2 năm 2016. Đây là cái giá mà mày phải trả vì phá hoại cuộc đời tao. Chào cô, tôi rất hài lòng về việc làm của cô. Cảm ơn cô vì cô đã mang lại uy tín cho công ty. Nhã Nam, cảm ơn anh. Một nữ luật sư có tài và cũng là con của thẩm phán nổi tiếng với nhiều vụ án ly kỳ, Đức Nhã. Sau khi mẹ ông qua đời và vụ án cuối cùng có nhiều điểm không minh bạch, khiến ông đã từ chức vì sợ dính vào đường dây ngầm. Ông có nhớ người này không? Nhưng chính Nhã Nam lại tiếp tục con đường đó khi được đề cử thành thẩm phán. Bi kịch gia đình của cô cũng bắt đầu từ đó. Liệu cô có từ bỏ con đường mà cô đang theo đuổi hay sẽ vượt qua những bi kịch để tiếp tục phá án? Mời quý khán giả đón xem những tập đầu của bộ phim Con gái vị thẩm phán phát sóng vào lúc 12 giờ 5 phút bắt đầu từ ngày 24 tháng 2 năm 2016. Một người mẹ. Có lẽ một ngày nào đó cô trở về căn nhà này sẽ không còn ai. Nội quan tiến lên phía trước nghe lệnh, bảo vệ di thể của thái tử phi, sửa soạn trang phục cho nàng thật đẹp đẽ. Nhất định không được để xảy ra bất cứ sai sót nào. Vâng thưa điện hạ. Tả vũ vệ, hữu vũ vệ nghe lệnh. Bắt đầu từ bây giờ, phàm những người trong cung tối qua đã nhìn thấy thái tử phi ra ngoài, một kẻ cũng không được bỏ sót, toàn bộ bắt giam canh gác nghiêm ngặt. Vâng thưa điện hạ. Những đồ vật trong căn phòng này, một chiếc chén, một chiếc thìa, không một ai được phép đụng đến. Canh gác cẩn thận. Vâng thưa điện hạ. Mời quý khán giả đón xem bộ phim Hoàng tử khắc mái phát sóng 13 giờ 30 phút các ngày trong tuần. Trong cấm cung của đất nước này, lấy đi tính mạng của thái tử phi, ta nhất định sẽ tìm ra hung thủ sát hại thái tử phi. Có như vậy mới có thể chỉnh đốn quốc thể, đem lại bình yên cho hoàng thất. Cha yên tâm đi nhé. Chúc mừng con. Chúc mừng con. Cảm ơn hai chú. Xin lỗi. Dạ. Phiền cô tiễn hai chú giúp tôi. Dạ. Không tiễn. Sau khi chiếm được trái tim của Trấn Vũ, Hải Lan phát hiện Trấn Nam, con trai thứ ba của Tề Thị, mới là người có thể đưa cô vào công ty của gia đình anh. Hải Lan chỉ còn cách phải cưới Trấn Nam để có chỗ đứng trong công ty. Nhưng còn Trấn Vũ sẽ thế nào? Tony, anh kêu Hải Lan vào đây làm gì? Lát nữa em sẽ biết. Trấn Đồng, anh đừng có giở trò. Chúng ta ra ngoài nói chuyện. Đừng ở đây. Tìm tôi có việc gì? Hải Lan, em ra ngoài trước đi. Chuyện gì vậy? Nói đi. Trấn Đồng, anh đừng có quá đáng. Bây giờ tôi lấy thân phận chủ tịch của CIG đuổi việc cô. Anh nói gì? Tại sao lại đuổi việc cô? Không được đuổi cô ấy, sống phải có tình người chứ. Những diễn biến tiếp theo của bộ phim Bẫy Tình 2 phát sóng 18 giờ các ngày trong tuần. Mời quý khán giả đón xem. Bây giờ anh là chủ tịch, ngay cả em cũng có thể bị đuổi. Tránh ra. Tóm lại, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Bác sĩ Yun, gần đây có một ngôi đền, nghe nói được xây dựng vào năm 1940. Đến bây giờ hầu như vẫn còn nguyên vẹn. Ở đó chắc có bản đồ cũ đấy ạ. Manh mối cuối cùng kể về cuộc hành trình tìm ra những manh mối bí ẩn của vụ án bằng những kỹ thuật hết sức tinh vi khéo léo của đội ngũ chuyên khoa. Họ là những cộng sự đắc lực trong việc thu thập chứng cứ của tội phạm, truy tìm tung tích và lập hồ sơ pháp y của vụ án tố cáo những kẻ cố tình che giấu sự thật của công lý.
Dung Yu à, anh không sao chứ? Bụng bị thương rồi. Mời quý vị và các bạn đón xem những tập tiếp theo của phim Hàn Quốc Manh Mối Cuối Cùng vào lúc 21 giờ các ngày từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 2 năm 2016. Những tên đó cứ luôn miệng khẳng định là tao đã giết cảnh sát. Đi đâu cũng nhìn thấy đồng phục cảnh sát. Cảm ơn anh Gubin. Nếu em ở đây một mình, em chắc sẽ buồn lắm. Mời quý vị và các bạn đón xem những tập tiếp theo bộ phim tâm lý tình cảm Hàn Quốc Tình Yêu Không Tuổi vào lúc 22 giờ các ngày từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 2 năm 2016. Chúng ta đi khỏi đây. Anh sẽ giải thích với em sau. Gì vậy anh? Dân người ta thưa rồi. Ủy ban huyện đã quyết định đình chỉ việc xây cầu để điều tra đó. Trời ơi. Trời trời cái gì mà trời. Hôm trước tôi đã báo cho mày biết rồi. Vậy mà không lo. Nói thì hay lắm. Làm thì những cái đất vậy. Mời quý khán giả đón xem vở Cải Lương Vùng Nước Xoáy do hãng phim Tây Đô thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ Bảy ngày 27 tháng 2 năm 2016 trong chương trình sân khấu của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Sóng dữ dập dồn nhấn chìm tôi giữa sông sâu, biết đâu là bờ bến tôi biết tìm đâu. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.